sáng nay 11 tháng 7, quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có buổi gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho đội tuyển U16 quốc gia hiện đang đóng quân tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự giải bóng đá vô địch U16 Đông Nam Á 2022 và hướng tới vòng loại cúp bóng đá U16 châu Á 2023. Tại buổi gặp thay mặt ban huấn luyện đội tuyển, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đã báo cáo với lãnh đạo VFF về công tác chuyên môn của đội tuyển trong kế hoạch chuẩn bị tham dự giải vô địch bóng đá U16 Đông Nam Á 2022 và tiếp đó là vòng loại cúp bóng đá U16 châu Á 2023. Ông cũng cho biết để xây dựng lực lượng cho đội tuyển, các thành viên ban huấn luyện đã được phân công trực tiếp theo dõi năm bảng đấu tại vòng loại giải vô địch U17 quốc gia 2022, qua đó đánh giá và tuyển chọn vào danh sách tập trung những cầu thủ tốt nhất lứa tuổi 2006, 2007. Ở đợt tập trung lần này có sự góp mặt của 34 cầu thủ. Và trước mắt, U16 Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu với U19 Hà Nội vào ngày 17 tháng 7, U19 Công an nhân dân vào ngày 21 tháng 7 và U19 Viettel vào ngày 24 tháng 7. Được biết, sở dĩ việc bổ trí lịch giao hữu sát như vậy nhằm giúp cầu thủ có sự thích nghi với mật độ thi đấu tại giải vô địch U16 Đông Nam Á sắp tới. Sau khi lắng nghe báo cáo từ ban huấn luyện đội tuyển, quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã động viên toàn đội tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong tập luyện, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu quyền chủ tịch VFB Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, lứa tuổi U15, U16 có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của cao thủ về cả kỹ năng, lẫn thể chất và tư duy. Do vậy, bên cạnh việc rèn rũa chuyên môn, mỗi cầu thủ cũng cần có ý thức về bổ sung dinh dưỡng, học hỏi, trao dồi kiến thức văn hóa, kỹ năng sống để phát triển, hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, quyền chủ tịch VFB Trần Quốc Tuấn Đồng biệt nhấn mạnh đến giá trị mang lại từ thành tích thi đấu của các cấp độ đội tuyển, không chỉ đối với sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, mà còn đối với sự phát triển trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của từng cá nhân cầu thủ. Ông Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ thêm, giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 sắp tới chỉ là bước đệm, mục tiêu chính vẫn là vòng loại cúp bóng đá U16 cho Á 2023, bởi muốn nâng cao trình độ thì cách tốt nhất là phải thường xuyên thi đấu cọ sát với các đối thủ có đẳng cấp cao hơn, với những đội tuyển tinh anh của thế giới. Muốn vậy, chúng ta phải góp mặt tại vòng chung kết của đấu trường châu lục, nơi sẽ lựa chọn ra những đội tuyển xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết World Cup. Trước mắt, U16 Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến 13 tháng 8.